Xin chào các bạn. Hôm nay thì mình xin chia sẻ video clip mà nói về cách làm bánh flan hay còn gọi là caramel ăn vặt tại nhà các bạn nhé. Đây là sản phẩm của mình sau khi mình đã làm xong đấy. Caramel rất ngon, màu rất là đẹp và ăn rất là mịn luôn. Thì sau đây thì mình xin chia sẻ cách làm này. Các bạn cần phải chuẩn bị ở đây thì mình sử dụng 5 quả trứng gà và một quả chanh. Các bạn có thể sử dụng từ 5, 6, 7 quả cũng được, đấy là tùy theo mình làm nhiều hay ít. Và đường cát trắng và sữa tươi không đường. Các bạn có thể sử dụng sữa tươi có đường cũng được. Nhưng ở đây thì mình sử dụng sữa tươi không đường bởi vì mình đã sử dụng đường rồi. Và tiếp đến là nước lọc. Nước lọc ở đây thì mình sử dụng 100 ml. Còn đường cát trắng thì ở đây mình sử dụng 100 g. Quả chanh thì mình chắc chắn là mình chỉ cần sử dụng đến 1/2 quả chanh thôi. Còn đây là cái ống để mình đựng caramel vào đó, hay là còn bánh tòa lan vào đó đấy. Các bạn mua những cái hộp này ở ngoài hàng nhựa cũng không có gì là đắt, có 1.000 một chiếc thôi ạ. Thì trước hết thì mình sẽ đi nấu cái phần nước caramel ở dưới. Thì mình sẽ cho 100 g đường vào, mình đi nấu. Và nước thì mình sẽ cho khoảng 50 đến 70 ml vào để mình đi đun. Thì các bạn biết là mình sẽ mang đi để đun đường lên để cho nó thành màu ấy, cánh gián ấy. Thì khi đun, các bạn cứ để lửa đun vậy và các bạn không cần phải quấy. Các bạn chỉ cần lắc nhẹ để cho nó bay hết cái hơi nước và cái đường nó sẽ chuyển sang màu cánh gián các bạn nhé. Và mình lưu ý là khi chuyển sang màu cánh gián như thế này rồi, các bạn sẽ cho cái nước cốt chanh vào. Ở đây thì mình sẽ cho khoảng 1 thìa nước cốt chanh. Nghĩa là khoảng 1/4 quả chanh là được các bạn ạ. Và sau đó là mình, đấy vẫn chưa được 1 thìa, mình sẽ cho lốt là 1 thìa vào. Tất nhiên là cái này có làm có hơi chua một tí cũng không sao. Và sau đó mình cho nốt cái nước vừa xong mình bớt lại đấy, tức là còn khoảng 30 ml mình cho vào. Và sau đó mình láng đều lên và mình đun. Đun khi nó tan cái đường mà lúc nó quánh quánh đấy là được các bạn nhé. Đun sôi khoảng nửa phút thôi ạ là được. Thì sau đó các bạn tắt bếp và để cho nó ấm ấm. Đấy, mình đã tắt bếp và cái màu rất là đẹp như thế này rồi thì các bạn nên dừng lại nhé. Chứ mình đun thêm nữa là nó sẽ bị khét đấy ạ. Thế thì cái mùi này rất là thơm. Và sau đó là mình sẽ mang ra để mình cho vào các cái hộp như thế này. Thì khi mình cho lần lượt vào rồi, sau đó mình sẽ cầm cái ống này, mình láng láng đều xung quanh đi để cho cái caramel nó láng đều dưới chôn của các cái hộp đựng này nhé. Đấy thì các bạn cứ cho lần lượt vào. Nếu các bạn làm nhiều nhé thì các bạn có thể làm từ 10 đến 15 quả trứng cũng được. Thì các bạn có thể là bớt cái lòng trắng đi, các bạn sử dụng lòng đỏ nhiều vào thì là cái caramel nó rất là vàng. Sau khi mình cho những cái đấy vào trong những cái hộp xong rồi thì mình nên bỏ vào ngăn mát tủ lạnh khoảng 10 đến 15 phút để cho cái caramel ở dưới nó cứng lại. Sau đó mình sẽ đập trứng vào một cái bát hoặc một cái hộp hay một cái ca nào đấy mà khi nó có cái để mình rót ra nó dễ. Thì ở đây thì mình sử dụng 5 quả trứng. Thì mình có 2 quả trứng là gà ta và 3 quả trứng là gà công nghiệp. Còn tất nhiên là các bạn có thể sử dụng một loại thôi, nhưng ở đây thì mình có 2 loại trứng nên mình sử dụng 2 loại trứng. Còn không thì các bạn cần sử dụng một loại trứng gà công nghiệp cũng được. Sau đó là mình sẽ dùng đũa, mình quấy từ từ và quấy đều. Các bạn đừng lên đánh mạnh nhé. Bởi vì là đánh mạnh thì nó sẽ nổi bọt lên. Và sau đó mình cho đường vào đây luôn. Ở đây thì các bạn đã sử dụng sữa không đường rồi. Thì mình có thể là với 5 quả trứng của mình đây, thì mình sẽ cho khoảng 2 thìa ăn phở đường.
Còn nếu các bạn muốn ăn ngọt hơn một chút thì các bạn có thể cho lên 3 thìa nhé. Và sau đó sữa tươi thì mình sẽ đổ vào cái xo như thế này. Sau đó là mình sẽ đun nó ấm ấm lên khoảng 40 đến 45 độ thôi ạ. Các bạn lưu ý là chỉ đun ấm ấm nhé, chứ mình đừng đun nóng quá thì khi mình đổ vào cái trứng thì nó sẽ bị chín trứng mất. Đây, sau khi sữa mình đã đun ấm rồi và mình sẽ đổ vào đây như thế này, thì bởi vì mình cho vào cái hộp như thế này để mình đổ từ từ vào cái hộp trứng để mình quấy nó không bị lên bọt, thì để khi ăn cái flan của mình rất mịn và không bị nỗ. Mình sẽ đổ từ từ, quấy nhẹ nhàng. Đấy. Nếu thì cái này nó khác với so mình làm bánh bông lan là mình sẽ làm nó nhẹ nhàng để cho nó không có bọt và không bị bông lên. Càng mịn thì càng tốt ạ. Đấy thì mình cứ đổ lần lượt đến khi mình quấy nó tan hòa đều giữa trứng và sữa rồi. Thì bây giờ mình sẽ lọc qua một cái dây. Khi mình quấy trứng được rồi thì đương nhiên là cái hộp mà mình để trong tủ lạnh ấy, mình sẽ lấy ra luôn đi. Bởi vì thực ra là lúc cái đường đấy mình đun ấy thì nó cũng sệt sệt rồi. Thì mình bỏ ra ngoài mà khi nguội ấy thì nó lạnh nó sẽ đông vào luôn. Thì mình sẽ đổ cái hỗn hợp giữa trứng và sữa vào một cái dây để mình lọc. Bởi vì nhiều khi mình quấy nó nhẹ tay thì cái lòng trắng nó cũng chưa được tan hết ý. Thì mình lọc qua một cái dây. Sau khi mình lọc xong rồi thì mình sẽ cho một cái cai như thế này để mình chắt vào từng hộp cho nó dễ. Đấy, cái hộp mà hỗn hợp trứng của mình đã xong và bây giờ mình sẽ cho từng cái hộp này vào để mình sẽ chắt caramel vào các bạn nhé. Đấy, mình dùng cái mỏ như thế này mình chắt nó sẽ dễ dàng hơn này. Mình chắt cũng chắt nhẹ nhàng thôi. Và cũng chắt cũng không lên chắt đầy quá thì mình sẽ đậy lắp vào ấy. Nó không bị sóng sánh á. Mình chỉ để là cách cái miệng ra khoảng 3 đến 4 cm cũng được, 3 đến 4 mm. Đấy thì sau khi là mình đã san đều ra được các lọ như thế này thì đấy với 5 quả trứng thì mình đã làm được 9 hộp và 2 hộp sữa tươi các bạn nhé. Thì ở đây thì cái mình không có cái nồi hấp to thì mình sẽ cho vào cái nồi hấp nhỏ như thế này và mình đổ nước vào bên dưới nhé. Sau đó mình để cái giá hấp lên trên, mình sẽ hấp ra làm hai nồi. Đấy, mình hấp vào hai nồi hai bếp như thế này. Thì các bạn biết là các bạn chỉ cần hấp cách thủy thôi, còn tùy theo các bạn đặt như thế nào cũng được. Mình chỉ biết là cho vào nồi mình hấp cách thủy và sau đó mình đun, khi nó sôi cái nước ở bên dưới rồi, nó có hơi bốc lên rồi ấy, thì các bạn giảm lửa đi và vẫn đậy vung nhé. Và sau khi mình đã hấp được khoảng 20 phút rồi thì các bạn thấy này, nó đã đông như thế này rồi. Nó đã được rồi đấy ạ. Còn nếu các bạn muốn thử thì các bạn có thể dùng một cái que nhọn hoặc cái tăm nhọn ấy. Các bạn chọc xuống và các bạn nhấc lên thấy nó không dính vào cái que nữa. Điều đấy chứng tỏ là caramel của mình đã chín. Và nó sẽ đông lại như thế này. Thì bây giờ mình bỏ ra đây và mình sẽ tiến hành mình để ra ngoài cho nó nguội đi. Sau đó là mình sẽ bỏ ra để mình thưởng thức thôi. Còn khi mà các bạn muốn để dành thì các bạn có thể là để vào ngăn mát tủ lạnh ăn được trong 1 tuần các bạn nhé. Bởi vì mình không làm chất bảo quản cho nên là chỉ để đến như vậy thôi. Luôn luôn bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh ạ. Và khi các bạn muốn lấy ra dễ dàng thì mình sẽ dùng một con dao mình khoe khoe xung quanh như thế và mình đổ ra thì chắc chắn là sẽ được. Còn khi các bạn ăn thì các bạn sẽ để cả ở trong hộp các bạn ăn. Đây mình nhắc lên xem sản phẩm của mình có ok không các bạn nhé. Wow, tuyệt vời quá. Màu rất là xinh xắn đúng không ạ?
Đấy. Thì bây giờ mình sẽ dùng cái thìa mình sắn, không cần phải dùng đến dao. Hoặc các bạn có thể sử dụng dao các bạn cắt cũng được, nhưng thực ra là rất là mềm, mình chỉ cần dùng thìa mình sắn thôi. Đấy. Đây là mình chưa bỏ vào tủ lạnh đâu ạ, mình mới để cho nó nguội thôi. Thì các bạn đã thấy nó như thế này rồi. Wow, thấy tuyệt vời không ạ? Rất là mịn nha, màu rất là đẹp luôn. Và cái vị của caramel rất là ngon, ngọt ngọt, chua chua và thơm ơi là thơm như là bạch nha ấy. Đấy, thế là sản phẩm của mình đến đây đã hoàn thành nhá.